Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thế Nhân. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm xe đông ben T30, thùng bán hàng lưu động, phiên bản cơ bản của nhà máy. Thì cái bản cơ bản của nhà máy này sẽ là một cái phiên bản mà có cái mức giá rẻ nhất, rẻ hơn khá là nhiều so với những cái chiếc đông ben bán hàng lưu động mà mình đã từng giới thiệu trước. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu qua cái sản phẩm này. Trước tiên là với cái T30 thì chúng ta vẫn có một cái chiếc xe giống hầu hết những chiếc xe T30 khác. Sản phẩm này có một màu trắng sữa. Chúng ta vẫn có một cái vẻ ngoài giống như các cái chiếc đông ben X30 hiện tại đang có trên thị trường, hay là những chiếc xe đông ben T30 khác. Vẫn là mọi thứ rất quen thuộc, đèn Fabi Xenon này, chúng ta có logo này. Ở phía trước này thì chứa nước rửa kính, nước làm mát và dầu này, cục nóng điều hòa, tất cả đều có ở đằng trước. Phần rear chúng ta sẽ có một cái logo 1.5L động cơ của cái sản phẩm này. Dung tích máy là 1.5 lít, công suất là 80 kW ở 5.200 vòng quay một phút. Chúng ta vẫn có những cái dán đề can logo và cái chứng nhận khí thải Euro 4 ở đây. Thì cái sản phẩm 2018-2019 thì nó vẫn giữ nguyên cái form này. Đó. Cái đặc biệt của cái sản phẩm này đó chính là cái thùng. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thùng cơ bản của nhà sản xuất, được mở cánh rơi lên như thế này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy. Đấy, thì cái sản phẩm này nó không có tùy biến gì với của khách hàng cả, mà chúng ta bắt buộc là chúng ta phải dùng cái thùng này và chúng ta bán hàng ở trên này. Các cái phần dưới này chúng ta có thể chứa được các cái đồ đạc, hoặc là nếu các bạn cần chúng ta có thể làm một cái tấm mica để che kín cái phần này. Che kín phần này thì cho phép các bạn là quảng cáo ở trên này, hoặc là chúng ta có thể làm đứng ở đây. Thế nhưng mà theo mình thì với cái thiết kế gốc của nhà sản xuất như thế này thì chúng ta sẽ không di chuyển được cái bàn này ra, chúng ta không tận dụng được cái diện tích mà chúng ta đứng ở đây để bán hàng. Chỗ này chúng ta cũng có thể là đứng được và bày kệ hàng hóa lên trên này. Thế nhưng mà khi mà nhà máy đã bắn chắc các cái bàn như này rồi, chúng ta cái phần này chỉ là thừa ra mà không có tác dụng gì cả. Thì đấy là một trong những cái điểm yếu của cái sản phẩm gốc của nhà máy như thế này. Thì bên mình cũng có tùy chọn khác cho khách hàng là chúng ta sẽ cắt cái bàn này ra, và cái bàn này hoàn toàn có thể di động. Chúng ta có thể cho cái bàn ra hẳn ngoài này, và chúng ta tận dụng cái khoang thùng hàng rất là lớn đằng sau này để đứng, cũng như là công tác mà làm hàng hóa ở trong. Ok, phần riêng này vẫn là phần hở, chúng ta có thể tận dụng để dán đề can ở phần đằng sau như này. Ở dưới này chúng ta có thể dán được đề can này, đó. Thì chúng ta có thể quảng cáo. Như mình đã từng làm một cái video về một cái sản phẩm gà rán cũng sử dụng cái bây xe như thế này. Như cái xe này thì nó sẽ bất tiện hơn của gà rán. Gà rán có thể để cái côn ra ngoài, và trong này nó không có các cái thùng bắn chết như thế này. Ở phần sau thì chúng ta vẫn có những cái điểm đặc biệt của T30 là hệ thống đèn gờ đèn sau này. Biển chúng ta bắt ở đây, và đây có một cái đặc biệt là chúng ta có thể đứng lên trên này. Thì chỗ này chúng ta có thể dùng để di chuyển lên thùng xe. Ở đây là cái hệ thống thùng xe, để mình căng cái này lên để cho các bạn. Được, cái này nó hơi khó, mình chưa dùng quen. Mình sẽ đi tiếp, mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn về cái xe T30 này. Ở phần trên này chúng ta sẽ có một cái lóc được nâng lên như này, để cho phép chúng ta những ai mà có cái chiều cao khá cao, chúng ta có thể đứng hoàn toàn mà không gặp và bất kỳ cái trở ngại gì. Thì đây là cái option cơ bản của nhà sản xuất, nên là cái lóc này không được nâng lên. Bên mình cũng có những cái option là nâng cái lóc này lên cao hơn, để cho những cái ai mà khoảng 1m8 hoặc 1m85 vẫn có thể đứng được ở trên thùng xe như thế này. Thì cái sản phẩm này là cũng đã lắp các cái hệ thống điện. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, hệ thống điện được lắp ở bên này. Hệ thống kích điện sang từ điện ắc quy sang điện 220 cũng đã được sử dụng ở đây. Hệ thống đèn cũng đều có đủ. Ở phần bên hông chúng ta sẽ thấy cái điểm đặc biệt, đó chính là cái khoang mà để chứa bình ắc quy như thế này. Thì cái sản phẩm này thì cũng không được tặng kèm bình ắc quy, chỉ được tặng kèm một cái bình ắc quy 150A, nó khá là bé như thế kia thôi. Xin lỗi các bạn, bình ắc quy 45A. Thì bên mình cũng có những cái option lựa chọn cho các bạn lên ắc quy lên tới 150A, khá là lớn, chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn điện trong vòng một ngày. Phần bên này cũng không có gì khác biệt cả. Ok, về nội thất của cái sản phẩm này cũng rất quen thuộc rồi. Với một cái sản phẩm máy 1.5
Có cái mức tiêu hao nhiên liệu là 6,5 lít cho 100 km vận chuyển. Chúng ta vẫn có một cái nội thất rất là quen thuộc, mình đã từng làm rất là nhiều các video rồi. Thì mời các bạn có thể ngó qua. Đây, mời camera sang bên này. Mời các bạn có thể ngó qua, chúng ta vẫn sẽ có tất cả những cái hệ thống nội thất giống như những chiếc xe X30 khác, hay là những chiếc xe đồng ben T30 khác mình đã từng giới thiệu. Hệ thống điều hòa hai chiều, điều hòa hai chiều, chiều nóng, chiều lạnh. Chúng ta có trợ lái lực điện, kính điện, đây, kính điện đây. Chúng ta tất cả có tất cả mọi thứ rất là quen thuộc. Các bạn sẽ không thể nào tìm thấy được một chiếc xe trọng tải 9x9 nào mà có một cái nội thất đẹp như cái sản phẩm này. Ok, nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy gọi điện cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Chân thành cảm ơn.